các con ơi, làm ơn chọn đúng một ngày thôi để đi chơi với mẹ mình, đi đúng hai mẹ con thôi, nó cảm giác nó rất là đã. Thật sự mà nói thì 35 năm trời rồi thì mới lần đầu tiên dắt mẹ mình đi chơi chỉ có hai mẹ con thôi, thì mình cảm thấy mình quá có lỗi với mẹ. Sao trước giờ chỗ nào mà tốt, đẹp đẽ hay ho thì đi với bạn hoặc là đi với người yêu thôi, không bao giờ nghĩ tới chuyện là đi với mẹ cả. Bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ mình năm nay là đã 59 tuổi. Bây giờ mới bỏ ra một ngày để đi chơi với mẹ mình cảm thấy rất là bất hiếu. Và mình thật sự thì mình cảm thấy kiểu này là không được rồi. Và Harry cũng đã hứa với mẹ luôn là sau này là cứ một năm là một lần là con sẽ đi chơi với mẹ nha. Mẹ vui quá trời vui mà chưa bao giờ thấy mẹ vui như vậy, hưởng thụ như em vậy. Em hả?